Chào các bạn, tiếp tục hôm nay sẽ thông tin tiến độ về các dự án. Thông tin cho tuyến metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên là những hình ảnh lắp đường ray cho đoạn đi ngầm từ ga nhà hát thành phố đến ga Ba Son và hình ảnh lợp mái của 11 nhà ga metro Bến Thành. Hình ảnh giải phóng mặt bằng để thi công tuyến metro số 2, Bến Thành, Tham Lương trên trục đường Cách Mạng Tháng 8 và ngã tư Bảy Hiền ở quận Tân Bình. Hình ảnh màu kính và nhìn toàn cảnh công trình Hinton Sài Gòn trước khi lắp nhận diện thương hiệu Hinton trên khối đỉnh tháp. Đến với bản tin đầu tiên, tuyến metro số 1, Bến Thành Suối Tiên. Tại thời điểm này, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến cho 100 chuyên gia và 2 đoàn tàu không thể nhập cảnh vào thành phố, đúng như dự kiến ban đầu. Đây là một khó khăn, thử thách lớn đối với dự án lúc này, vì vậy đang có nguy cơ chậm tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ thi công các hạng mục quan trọng của tuyến metro số 1 vẫn đang cố gắng vượt qua mọi khó khăn để kịp vận hành vào cuối năm 2021. Kế hoạch lắp đường ray trong đường hầm đi từ ga nhà hát thành phố đang được nhà thầu Hitachi cùng ban quản lý đường sắt đô thị giám sát và thực hiện chặt chẽ. Hiện nay, tiến độ lắp đặt khung đường ray đã hoàn thành ở ga nhà hát thành phố và một nửa hầm phía đông từ hướng ga nhà hát thành phố về hướng ga Ba Son. Dự kiến, trong tháng 8, quá trình lắp đặt khung đường ray đến hết ga Ba Son sẽ hoàn thành. Sau đó, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành quá trình hoàn thiện tiếp theo như lắp đặt cốt thép nền đường ray, cân chỉnh cao độ đường ray, đổ bê tông nền đường ray để hoàn thiện. Cụ thể, mới là một nửa đường hầm kể từ nhà hát thành phố về Ba Son, còn 500m từ giữa đường hầm về bên Ba Son thì sẽ thi công trong tháng 9 đến tháng 10 là sẽ hoàn thành. Hiện tại thì mình đã lắp thép, lắp ray, lắp slipper và còn một thao tác cuối cùng đó là đổ bê tông. Sau khi đổ bê tông thì sẽ hoàn thành gọi là công tác đường ray. Bê tông sẽ đổ phát đầu tiên vào 18 tháng 8 này. Và cứ mỗi 100m là một lượt lượt đổ. Thì cứ 2 ngày là sẽ đổ một lần. Thì khoảng 15 tháng 8 thì đổ xong B4 và 15 ngày tiếp theo sẽ đổ xong ở B2. Tại ga Ba Son, các công nhân đã thực hiện nhiều công đoạn như ốp gạch, lắp đặt đường ray, thi công lối lên xuống nhà ga, tái lập hầm đào hở. Dự án metro số 1 đang được triển khai khá thuận lợi, với nhiều hạng mục của 4 gói thầu sắp hoàn thành thì lại gặp khó do dịch Covid-19 bùng phát trở lại Việt Nam. Theo đó, nhiều chuyên gia nước ngoài chưa thể nhập cảnh vào Việt Nam để hoàn thành các giai đoạn quan trọng của dự án. Việc thi công tuyến metro số 1, các kỹ sư, công nhân vẫn đang tích cực làm việc và tuân thủ các quy tắc về phòng và chống dịch. Theo dự kiến, nhà thầu Hitachi đã chuẩn bị các thủ tục để đưa chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam nhằm hoàn thành gói thầu CP3, là gói thầu mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy, toa xe và bảo dưỡng. Trong đó, Hitachi đã có công văn đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho 82 chuyên gia làm việc tại văn phòng dự án của Hitachi được nhập cảnh dài hạn vào Việt Nam. Các chuyên gia này sẽ tham gia công tác lắp đặt gói thầu cơ điện và đầu máy, toa xe. Tuy nhiên, hiện nay các nhân sự Hitachi dự kiến huy động cũng chưa thể vào Việt Nam. Tương tự, về lắp đặt đường ray, Hitachi cũng chưa thể huy động chuyên gia cần thiết để thực hiện công việc này. Việc này gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tăng cường nguồn nhân lực cho công tác lắp đặt đường ray, một công đoạn rất quan trọng của dự án và là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Trong khi đó, một số nhân viên văn phòng dự án của Hitachi đã đến Nhật Bản để tham gia thử nghiệm đoàn tàu đào tạo tại nhà máy, song cũng khó di chuyển do các quy định về cách ly tại Nhật Bản. Các trường hợp này cũng cần chính sách hỗ trợ từ phía Việt Nam để các nhân viên này có thể nhập cảnh trở lại Việt Nam. Để giải quyết các vấn đề trên, chủ đầu tư cho hay, trước tiên, đơn vị sẽ làm việc lại cụ thể với đối tác Nhật Bản. Sau khi tìm ra hướng gỡ vướng, sẽ kiến nghị Ủy ban thành phố và cấp chính phủ xem xét. Đồng thời, trong thời gian chờ các chuyên gia về nước, ban quản lý và các nhà thầu vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục khác. Hiện metro số 1 đã hoàn thành hơn 75% tiến độ, mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành 85% khối lượng trong năm 2020. Qua hình ảnh cập nhật công tác lợp mái, các nhà ga trên cao thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã cơ bản hoàn thành được 10 trên tổng 11 nhà ga, bao gồm các ga Văn Thánh, ga Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia, Suối Tiên. Hiện nay, vật liệu lợp là tấm sợi thủy tinh đã được vận chuyển về Việt Nam để chuẩn bị cho công tác lắp đặt mái cho nhà ga Tân Cảng. Đây là nhà ga có phần mái được thiết kế đặc biệt và ấn tượng hơn so với các nhà ga còn lại. Trước mặt là tình hình giải phóng mặt bằng ở tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 quận Tân Bình để thi công tuyến metro số 2, Bến Thành, Tham Lương. Dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, song với mục tiêu không để ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2, Bến Thành, Tham Lương đang được giáo diết triển khai để có thể khởi công quý 3 năm 2021 và hoàn thành cuối năm 2026. Những ngày này, suốt hơn 11 km, dự kiến xây dựng tuyến metro số 2 luôn nhộn nhịp công tác đo vẽ, rồi thống kê tài sản,
và tiếng ồn của xe cơ giới đập phá nhà liên hồi ở nhiều nơi dọc tuyến đường cách mạng tháng 8 để giải phóng mặt bằng. Tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng của tuyến Metro số 2 là 4.353 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đợt 1 năm 2020 cho dự án bồi thường giải phóng mặt bằng trong 6 quận là 2.385 tỷ đồng. Công trình đi qua 6 quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, với tổng mức đầu tư hơn 47.890 tỷ đồng, khoảng hơn 2,09 tỷ USD. Dự án này ảnh hưởng 602 hộ dân, trong đó 121 hộ phải di rời. Số còn lại bị ảnh hưởng một phần. Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị phải bàn giao mặt bằng cho tuyến Metro số 2, Bến Thành, Tham Lương trong tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện rất chậm, chỉ đạt khoảng 30%, tiến độ hoàn thành dự kiến khoảng 60% vào tháng 9 năm 2020. Theo thông tin từ Ban Quản lý, các quận bao gồm, quận 1 cơ bản có thể bàn giao gần 70% mặt bằng. Quận 10, quận 12 đã hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao trước các trường hợp đất công. Quận Tân Bình có 2 ga đã bàn giao mặt bằng, ga S10 và S11. Các ga còn lại đạt khoảng 50% việc giải phóng mặt bằng. Quận Tân Phú cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao 50% mặt bằng. Quận 3 hoàn thành phương án bồi thường mới và nhận bàn giao 33%. Một số người dân cho hay giá bồi thường mặt tiền đường là 150 triệu cho 1 mét vuông là còn thấp. Nhiều hộ dân mong muốn được nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ cho một nơi ở hay một khu tái định cư để người dân an tâm làm việc, chăm lo cho cuộc sống mới. Ngược lại, cũng có một số hộ dân hài lòng với phương án đền bù và tự nguyện bàn giao mặt bằng. Với các hộ chưa đồng thuận, các quận sẽ tổ chức vận động đảm bảo hỗ trợ chủ đầu tư sớm triển khai dự án. Việc giải phóng mặt bằng và bồi thường cũng gặp nhiều khó khăn do có một số chủ nhà là người nước ngoài hiện không về nước được để nhận tiền đền bù. Ngoài ra, còn có một số hộ thuộc sở hữu nhà nước thì phải chờ thông qua Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt giá. Trong tháng 8, tháng 9 này sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao mặt bằng để đầu năm 2021 thực hiện việc di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến quý 3 năm 2021 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu để triển khai thi công. Tuyến Metro số 2, Bến Thành, Tham Lương có chiều dài hơn 11 km, gồm 10 ga, đoạn đi ngầm dài khoảng 9,2 km. Đoạn tuyến đi trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn đi vào trung tâm điều khiển và sửa chữa tàu khoảng 2 km. Toàn tuyến bao gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 đi vào tại Tham Lương, quận 12. Tiếp tục đến trước công viên Lê Thị Riêng trên đường cách mạng tháng 8, quận 10, thì tại đây sẽ đặt một nhà ga S5, mặt bằng ga S5 này đã được quận 10 bàn giao mặt bằng xây dựng cho ban quản lý vào ngày 2 tháng 7 vừa qua. Hiện nay nhà ga số 5 ở công viên Lê Thị Riêng đang thực hiện việc di rời hạ tầng kỹ thuật đã có, sau đó sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu vào triển khai thi công dự án. Như vậy, trong tương lai, đoạn đường nổi tiếng kẹt xe cách mạng tháng 8 sẽ được mở rộng. Khi triển khai di rời hạ tầng để phục vụ thi công Metro số 2, thì các đường dây điện trước mặt nó được ví như mạng nhện, răng đầy đường, cũng sẽ được thi công lại cho gọn gàng hơn và sẽ đi âm dưới nền vỉa hè, tạo mỹ quan đường phố sạch đẹp, thông thoáng. Và hình ảnh cuối cùng, mọi người cùng xem lại màu kính của công trình, khách sạn Hilton Sài Gòn, khách sạn hoàn thiện rất đẹp và đẳng cấp từ vị trí đến kiến trúc.
Video đến đây kết thúc. Mong mọi người hãy đăng ký kênh để nhận những thông tin tiến độ mới nhất của các dự án metro số 1 và số 2 và các dự án trọng điểm khác ở thành phố Hồ Chí Minh.